Theo đó, thành phố Cam Ranh triển khai tiêm khoảng 1.140 liều, Cam Lâm khoảng 920 liều. Đầu tháng 11, các cơ sở y tế ở 5 huyện, thị, thành phố là Ninh Hòa, Nha Trang, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Vạn Ninh sẽ tổ chức tiêm lần lượt. Tổng số liều vaccine được triển khai tiêm trên toàn tỉnh Khánh Hòa trong đợt này là khoảng 10.000 liều và tất cả các lô vaccine này đều mới được nhập về từ đầu tháng 10 năm 2013. Hiện nay, Bộ Y tế vẫn đang tiếp tục rà soát lại điều kiện tiêm chủng của các trung tâm y tế tại tuyến phường, xã để chuẩn bị tiêm lại vaccine Quinvasem đồng loạt vào tháng 11 tới. Trước đó, thì Bộ Y tế cam đoan những cơ sở không đảm bảo sẽ bị loại khỏi chương trình tiêm chủng mở rộng.